Tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Thưa quý vị, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại quốc lộ 1 qua địa bàn xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày 8 tháng 6, chiếc xe tải chở lợn mang biển kiểm soát 38C 18065 lưu thông trên quốc lộ 1. Khi xe này rẽ vào cửa hàng xăng dầu ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên thì xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển số Hà Nội chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe tải chở lợn bị hất sang làn bên cạnh và tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo biển kiểm soát 63C07668 chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm 3 người trên xe tải chở lợn tử vong tại chỗ trong đó có hai người mắc kẹt trong cabin. Cả ba nạn nhân được xác định đều trú tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tại hiện trường, ba chiếc xe bị hư hỏng nặng, riêng xe tải chở lợn bẹp rúm, cabin tách rời khỏi thân xe. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, điều tiết giao thông, đưa các nạn nhân tử vong bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, vào 17 giờ ngày 6 tháng 6, tại khu vực ngã tư Bình Nhật, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô chở khách và nhiều xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương. Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 6, xe ô tô khách chở công nhân biển kiểm soát 63B00063 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây đến ngã tư Bình Nhật, chiếc xe đã bất ngờ tông thẳng vào một loạt xe máy đang lưu thông cùng chiều. Tại hiện trường, có 8 xe máy bị ô tô hút ngã ra đường. Thông tin ban đầu, có một người đàn ông tử vong tại chỗ và ba người bị thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã hỗ trợ đưa người bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Tối ngày 6 tháng 6, theo báo cáo từ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Long An, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là anh NDK, 24 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra có một người bị thương nặng. Qua test nhanh, tài xế Trần Kim Thức lái xe ô tô chở công nhân âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn tài xế có giấy phép lái xe hạng D có giá trị đến ngày 16 tháng 6 năm 2025, xe 28 chỗ, biển số 63B00063 có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bước đầu tài xế khai do xe mất phanh dẫn đến tai nạn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một phụ nữ bị khối bê tông sập đè tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 6, chị NTT, 39 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, cùng hai con nhỏ đến quán cà phê tiệm nhà bẹp gần nhà để uống nước. Chị T ngồi ở quán, còn hai con nhỏ đi ra sân chơi, bất ngờ bị tấm bê tông lớn của quán sập xuống, đè trúng người, khiến chị T tử vong sau đó. Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng cho biết thêm, quán cà phê có làm tấm bê tông lớn phía bên trên có độ cao khoảng 2 mét so với mặt đất. Khi xảy ra vụ sập tấm bê tông, có khách ngồi phía trên cũng ngã xuống đất, nhưng may mắn không bị thương, còn chị T ngồi ở phía dưới bị đè trúng khiến tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Quán cà phê tiệm nhà bẹp được làm chủ yếu bằng gỗ. Phần mái hiên của ngôi nhà được chủ quán đặt tấm bê tông. Trước khi sự việc xảy ra, tiệm nhà bẹp được chia sẻ trên mạng xã hội với khung cảnh được bài trí khá bắt mắt. Sau khi xảy ra vụ việc, chủ quán đóng cửa, đề bảng tạm nghỉ. Được biết, nạn nhân là giáo viên của một trường cấp 2 tại huyện Chư Mơ Ga. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắc xác nhận nạn nhân trong vụ tai nạn sập tấm bê tông ở quán cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột và tử vong ngay sau đó là cô giáo NTT, 39 tuổi, giáo viên dạy toán tại trường trung học cơ sở đoàn thị điểm tại địa bàn huyện Chư Mơ Ga. Cô giáo T là một giáo viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở trường. Chồng cô là quân nhân công tác ở hải đảo xa xôi nên cô giáo ở nhà vừa công tác vừa chăm sóc hai con nhỏ theo công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc ngay sau vụ việc đơn vị đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân cơ quan công an đang tiếp tục thực hiện các bước theo trình tự tố tụng vụ việc đang trong giai đoạn điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật liên quan đến vụ việc tiến sĩ luật sư đặng văn cường Trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đây là vụ tai nạn rất thương tâm và có thể có lỗi của cơ sở kinh doanh trong quá trình xây dựng cải tạo ngôi nhà này, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xem xét giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo luật sư cường, cơ quan chức năng sẽ làm rõ vì sao tấm bê tông đó lại rơi xuống, tấm bê tông đó được lắp đặt từ khi nào, việc xây dựng sửa chữa ngôi nhà có giấy phép xây dựng hay không, có thuộc trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật hay không. Trong trường hợp việc xây dựng không bắt buộc phải có giấy phép thì việc thiết kế thi công có tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn hay không, việc sử dụng có đúng công năng, tiêu chuẩn kỹ thuật hay không trong trường hợp xác định đơn vị thi công hoặc người quản lý của cơ sở kinh doanh này đã có lỗi dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong thì có thể bị xử lý về tội vô ý làm chết người theo điều 128 bộ luật hình sự còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy sự việc là bất khả kháng là tình huống bất ngờ mà người quản lý cũng như người thiết kế thi công không thể lường trước được và không thể biết trước hậu quả có thể xảy ra thì sẽ không phải xử lý hình sự tuy nhiên đơn vị kinh doanh này vẫn phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng về chi phí cứu chữa chi phí mai táng theo phong tục địa phương tiền tổn thất về tinh thần và các thiệt hại khác theo quy định của pháp luật điều đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên tai nạn xảy ra tại quán cà phê do công trình gặp sự cố Trước đó tại quán cà phê ở Hà Nội cũng đã xảy ra vụ tai nạn tương tự khiến nạn nhân nguy kịch. Công an huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trương Văn Mậu, sinh năm 1992, trú tại thôn 3, xã Krong, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào 16 giờ 40 phút ngày 25 tháng 5, đối tượng Trương Văn Mậu bắt xe khách đi từ xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vào tỉnh Con Tum khi đi đến huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bị đuổi xuống xe vì không có tiền. Để có phương tiện đi vào tỉnh Con Tum, đối tượng Trương Văn Mậu đã lấy trộm chiếc xe máy mang biển kiểm soát 38 c 100888 của anh Võ Đức Dũng, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi trộm được xe máy, đối tượng Trương Văn Mậu di chuyển đến xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, xe hết xăng nên phải bỏ xe. Tiếp đó đối tượng Trương Văn Mậu tiếp tục lấy trộm một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 38AK03408 của chị Nguyễn Thị Hiền, trú tại thôn Tân Thắng, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh rồi đi xe vào xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, đối tượng Trương Văn Mậu nhìn thấy xe máy băng biển kiểm soát 38K1-27500 của anh Trương Xuân Hòa, chú tại xã Kỳ Tân, đang để ở sân nhà, nên để lại xe máy của chị Hiền tiếp tục lấy trộm chiếc xe của anh Hòa. Cùng ngày, khi đang trên đường bỏ trốn, đối tượng Trương Văn Mậu bị lực lượng công an xã Kỳ Tân và công an huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh phát hiện bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra xử lý đối tượng Trương Văn Mậu theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Việt Nam Net sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!